Xin chào bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều trong thời gian qua đang theo dõi kênh Nông nghiệp Linh Hòa Group. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì Linh Hòa cũng trước cũng cho bà con tham quan cái vườn sú đẹp cũng như là nhiều thắc mắc của bà con. Thì sử dụng vào mùa mưa này là tưới nước là trị cái bệnh héo xanh trên cây bắp sú cũng như là củ đậu trên cây bắp sú là bắp cải đó bà con. Cũng như là đặc trị cái bệnh sâu tơ phá hoại cũng như là con bò nhảy phá hoại trên cái vườn bắp cải, bắp sú này. Thì ngày hôm nay, Linh Hòa cũng chia sẻ một cái combo sản phẩm là từ công ty thuốc sinh học để cho ra cái sản phẩm tới ngày hôm nay là cây bắp sú, bắp cải này là tròn 2 tháng, tức là 60 ngày. Thì ngày hôm nay buổi chiều Linh Hòa cũng tranh thủ làm clip này gửi đến bà con. Để sau clip này thì từ ngày hôm sau trở đi thì chắc các vườn sú này bắt đầu cho vào thu hoạch, giai đoạn thu hoạch. Thì 1 2 ngày tới thì đây là trước khi xử lý thuốc xong hết thì Linh Hòa cho cách ly rồi thì bắt đầu cho thu hoạch, thì Linh Hòa cũng là làm một clip để gửi đến bà con và những sản phẩm thuốc cầm trên tay Linh Hòa. Cái sản phẩm đầu tiên trên tay Linh Hòa này thì đây là những sản phẩm để trị con bò nhảy cũng như là sâu xanh, con sâu tơ phá hoại con cái vườn bắp cải bắp sú này rất hiệu quả. Thì như trên tay Linh Hòa là cái công ty Hector và công ty cũng ưa chuộng ở thị trường Gia Lai, nói chung là vùng Tây Nguyên. Thì rất nhiều cái cây sử dụng cây rau màu hiệu quả bên đặc trị những loại sâu kháng thuốc như sâu tơ cũng công ty Hector, và nhãn hiệu của cái thuốc gối trên tay này cũng là của công ty Hector và cái gối này của Trồng Lửa đó, nhiều con phường Hòn Lửa đặc trị sâu kháng thuốc cộng như cái chai Hector 04 này mang lại hiệu quả rất là như mong đợi, nên bà con tin dùng sản phẩm này sử dụng cái bắp cải cũng như là cây cải dưa và những cây ăn lá khác như cây cải xanh cải ngọt rất hiệu quả. Nói chung là bà con cũng nên tin dùng là đuổi được những cái con bọ nhảy cũng như là sâu tơ là triệt để, nó như vườn sú đây thì bây giờ tới ngày thu hoạch không còn một cây con bọ nhảy cũng như là cái trái sú rất là đẹp đẹp đó, như sớm giờ Linh Hòa cho bà con tham quan. Mặc dù cái vườn đây thì vì làm số lượng lớn nên nó có lượng cỏ cũng hơi có cỏ trên vườn, đâm ra cái vườn sú Linh Hòa quay tổng quát thì không được đẹp, nhưng mà cái tổng thành của cái trái sú này thì cho ra rất là đẹp, đẹp mã xanh sú cũng như là không có sâu phá hoại đó. Cùng với cái sản phẩm đó là cái sản phẩm mà trị bệnh mà Linh Hòa mới nhắc đến của công ty Hector này, thì bên cái sản phẩm là nấm rễ cũng như là héo xanh vàng lá, cái tên này thì đi đôi với lại là chất lượng nên bà con cũng nên tin dùng. Nấm rễ là coi như hạn chế được cái bệnh hư cổ rễ cũng như là phát triển u sần rễ cũng không có. Vàng lá thì vàng lá héo xanh thì cho sản phẩm đó như cái bệnh cháy lá, cháy bìa lá hay cháy như đây thì nó đã bớt bệnh hết rồi, xử lý liên tục thì nó nói chung là giữ tới 60 ngày thì cho vườn sú này rất hiệu quả. Mặc dù thời tiết của Linh Hòa là đang là vào mùa mưa, cũng công ty Hector thì sản phẩm này bộ đôi sản phẩm nấm rễ vàng lá héo xanh này cũng là bà con nên tin dùng. Cái sản phẩm này thì bên sinh học nên bà con tưới vào hệ thống tưới nhỏ giọt quản được, hoặc là bà con phun trực tiếp vào gốc với hàm lượng là nôm na là gần như là mình chích vào gốc trực tiếp thì nó mang lại hiệu quả nhiều hơn, vì nó xử lý vào cái gốc cho nó hạn chế được cái bệnh là củ đậu cũng như là bệnh tiếng trùng rễ mà mang cho cái vườn sú này rất xanh đẹp. Thì bà con một lần nữa thì bà con tin dùng cái sản phẩm này. Khu vực Linh Hòa thì đại lý Nông Phát Đạt, đại lý phân bón thuốc bảo vệ Nông Phát Đạt, địa chỉ là thôn 1 xã An Phú và là khu tỉnh Gia Lai đang có bán. Thì bà con xem kênh ở khu vực Linh Hòa thì cũng nên tới đại lý này mua thuốc này mà sử dụng là cũng cực kỳ hiệu quả, vì công ty Hector này đang phân phối cho đại lý Nông Phát Đạt, thì bà con nên tin dùng sản phẩm này. Thì cũng như những clip trước Linh Hòa mỗi cái vườn sú thì trải nghiệm mỗi cái loại thuốc khác nhau, thì Linh Hòa giới thiệu vườn đây là cho ra công ty thuốc HT, vì cái chủ vườn thực chất đang sử dụng cái thuốc này nó đem lại hiệu quả thì Linh Hòa lại giới thiệu bà con. Còn những cái vườn sử dụng thuốc hóa học thì Linh Hòa giới thiệu những loại thuốc hóa học của chính cái vườn đó làm. Thì bà con tin dùng thì cứ coi nhiều cái clip của Linh Hòa mà có những cái thuốc phù hợp vào cái vườn mình đặt vào đó. Khi cái khu vực nào địa phương không có thì bà con cũng alo cho số điện thoại Linh Hòa. Linh Hòa sẽ gửi cái đường link cũng như là gửi số điện thoại của những nhà phân phối này cho bà con sử dụng cũng như là đặt hàng cho bà con sử dụng. Ở những địa phương có những địa phương bây giờ chưa có thuốc này, nhưng mà cứ có gì
comment cho lên họ, lên họ sẽ giúp hướng dẫn cụ thể cho bà con lấy được cái thuốc gì phun cho nó mang lại hiệu quả cao nhất cho bà con. Thì cuối cùng chúc bà con một cái vụ mùa là được đạt năng suất hiệu quả, được mùa được giá. Sau khi Linh Hòa đây thì Linh Hòa cũng mong bà con là ủng hộ cho kênh thiện nguyện Gia Lai, kênh từ thiện, thì cũng mong là bà con vào đường link bên dưới phần mô tả video, Linh Hòa có đỡ đường link bên kênh thiện nguyện Gia Lai thì nhằm cũng ủng hộ cho những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nên Linh Hòa tạo ra cái kênh thiện nguyện Gia Lai để nhằm giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh cũng như những hoàn cảnh khó khăn. Thì một lần nữa thì kêu gọi bà con ủng hộ cho kênh Linh Hòa cũng như chia sẻ kênh để nhiều người biết đến kênh thiện nguyện Gia Lai, để Linh Hòa hỗ trợ cũng như là kêu gọi những mạnh thường quân giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và những cái tỉnh lân cận Linh Hòa tiếp cận sau nói riêng. Thì một lần nữa xin cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào bà con.